sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc đang uy sương máu đầy tâm hình nhân dân. Chúng ta ngày hôm nay đã 37 năm. 37 năm trôi qua, hồi nhớ tới một câu hát, một lời hát của anh Trầm Thiên đã viết trong một bài nhạc chung với Trúc Hồ. Ai muốn nhớ quên thì cứ quên, lòng ta nỗi nhớ vẫn đầy. Đó là một bài trong miền Nam, Việt Nam niềm nhớ. Ai muốn quên thì cứ quên, lòng ta vẫn nỗi nhớ vẫn đầy. 37 năm qua, những người ở trong tù, những người đi vượt biên, những hy sinh, những phép lạ tưởng chừng như không chịu nổi hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng những người dân Việt Nam của chúng ta đã đới được sự tự do. Và ngay hôm nay, bao nhiêu người còn nghĩ tới những chuyện mình đã trải qua. Rất nhiều người thầm lặng vẫn nghĩ những chuỗi ngày đó, nhưng họ không nói. Và cũng rất nhiều người cũng đã quên. Và cũng rất nhiều những người cộng sản họ đã cố tình chia rẽ những người tị nạn tự do như chúng ta. Có những buổi văn nghệ ăn chơi đã được thực hiện vào ngày 30 tháng 4. Đó là một sự xúc phạm không chấp nhận được. Đối với cá nhân Trúc Hồ, ngày 30 tháng 4 là ngày chúng ta chỉ nên tưởng niệm, cầu nguyện. Nếu có những chương trình ca hát, thì đó là những chương trình hát về những người lính đã nằm xuống, hát cho tự do, hát cho một tương lai của chúng ta, cho nhân quyền. Chứ chúng ta mà tổ chức văn nghệ tại nhạc hội, hai, đó là một sự xúc phạm không thể nào chấp nhận được. Xin mời anh Vũ có ý kiến về những... Tôi nghĩ cái ngày 30 tháng 4 là một cái ngày thiêng liêng, và đối với tất cả những người Việt lưu vong ở xứ ngoài, cũng như những người Việt mà ở Việt Nam, ngày 30 tháng 4 là một ngày đánh dấu một cái cuộc đổi đời và sự thay đổi của cả một đất nước chúng ta đã đi vào con đường đen tối. Đưa tới ngày hôm nay chúng ta phải có những người bị bắt về vấn đề nhân quyền. Nước Việt Nam đi xuống thua bao nhiêu nước láng giềng bạn mà trước đây đã bằng hoặc là hơn. Thì cái ngày 30 tháng 4 nếu mà mình tổ chức, mà mình làm cái gì, mà mình làm tình ca hoặc mình làm cái gì mình nói cho nó vui, thì có lẽ cái đó là nằm dưới cái chuyện mà chế độ tuyên truyền của Cộng sản. Để Cộng sản nó gọi cái ngày là Đại thắng mùa xuân. Ta nói 30 tháng 4 mà làm chương trình giả vũ tình ca mùa xuân ở bên Berlin. Kính thưa quý vị, chúng tôi Đỗ Phủ và Trúc Hồ đã từng đi qua Berlin từ ngày Berlin chưa sụp đổ. Anh em chúng tôi đã đi qua bên Tây Đức và phải đi qua một đoạn đường dài qua khỏi Đông Đức, nhớ không Phủ? Và anh em chúng tôi đã tới bức tường ô nhục đó, và Trúc Hồ còn những tấm hình đó. Và sau này khi mà bức tường ô nhục đó sụp đổ thì lần này không có Đỗ Phủ đi mà chỉ có Trúc Hồ đi. Là Hồ đã tới nơi mà bức tường đã chia ra giữa Đông Đức và Tây Đức, chủ nghĩa tự do và cộng sản. Berlin là một thành phố tương đối khá lạ bởi vì họ nằm trong phần kiểm soát của nước Đông Đức. Nhớ không Phủ? Đúng. Mình qua mình phải đi đường dây kiểm gai. Gặp công an mà rất là ngầu đứng máu lạnh như là những người mà được tả trong những phim của Hollywood thì đó. Kính thưa quý vị, cái ngày 30 tháng 4 này, lý do gì, các anh lấy cái gì để mà làm vui chơi tình ca mùa xuân? Không thể nào chấp nhận được. Đây là ngày giỗ của một đất nước. Đây là ngày giỗ của bao nhiêu vị anh hùng đã nằm xuống: Nguyễn Phan Nam, Lê Văn Hưng. Chúng tôi từ xưa đến giờ không thích nói, tránh nói về những người làm xô.
đó là quyền tự do. Ở xứ tự do chúng ta có thể không thích, nhưng mà chúng ta không đả phá. Nhưng lần này Trúc Hồ không thể nào chấp nhận được, bởi vì ngày đó là người một ngày linh thiêng nhất của bao nhiêu người Việt Nam chúng ta, không thể nào chấp nhận được. Đã có một buổi giao hữu trình diễn ca hát vào ngày 30 tháng 4. Xin quý vị ban tổ chức hãy suy nghĩ lại. Xin những người nghệ sĩ tham gia chương trình đó suy nghĩ lại. Đừng nên đi để mà không có đường trở về.